Em à, anh em là mà muốn xài cho mình một dàn karaoke nghe nhạc trong phòng này hoặc cắm được tivi xuống thì đây chính là giải pháp thông minh nhất. Với mình ấy, đây là một cái dòng loa nội địa chung. Một đầu giải lén chạy được DVD và CD như thế này. Chạy được DVD và CD như thế này. Có chỉnh bát chung chép riêng biệt và hai loa đứng như thế này. Anh em có thể nhìn thấy những cặp mà âm thanh ở trên ngoài thị trường là khoảng 200 en và 300 en. Nhưng phải bỏ ra số tiền vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng mới mua được. Nhưng đây anh nội địa chung này anh rất là thông minh. Rất là thông minh. Anh ấy sáng chế ra con này vừa nghe DVD này, có đĩa luôn này, giải lén được ra cho anh em xem đĩa này. Mua đĩa về mình mà mở mấy đĩa DVD CD nó giải lén ra nghe cực kỳ phê luôn. Đây mình sẽ cho anh em nhìn nhìn cái đĩa này. Đây, đây là đĩa này. Đấy, đây là Như Quỳnh này. Đấy. Cái này nghe thì nhạc vàng thì cực kỳ chấm hết luôn và nó chỉ những bát chép riêng biệt. Nhưng cái điều mà mình rất thích ở đây con loa này này, đó là nội địa chung. Anh em biết nào, anh em xài hàng nội địa anh em biết rồi đấy. Đây, Khánh Phương hỗ trợ anh chạy này ra. Cực kỳ phê, cực kỳ hay. Các bạn cứ nghĩ rằng đây cái dàn này mà bây giờ mình để trong nhà, để có tivi vào nghe nó có đáng hay không. Và bây giờ không nói nhiều đâu, mình sẽ test thử chất âm cho quý vị nghe. Đây, nhỏ thôi nghe to nó bị vỡ. Em mở đây ấy, là không gian nó rộng nó mở nên là khi mà vào điện thoại nó sẽ bị vỡ. Nếu mà nghe trong phòng các bạn có thời gian trải nghiệm nha, các bạn cứ thử nghe thử xem, đến đây nghe thử mình cho trải nghiệm thoải mái riêng các dàn loa này anh em nhé. Rồi chào anh em.